định luật 2 phần 8 người sau 40 tuổi nên tuân thủ khỏe mạnh. Tuân thủ định luật 2 phần 8 dưới đây bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh khi về già, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Đơn giản và hiệu quả nhưng nhiều người bỏ qua. Giai đoạn sau 40 tuổi là giai đoạn quan trọng để kéo dài tuổi thọ, đồng thời cũng là giai đoạn dễ mắc nhiều bệnh tật nhất. Vì vậy, ở độ tuổi này, mọi người nên học cách giữ gìn thân thể và phòng tránh bệnh tật. Việc ăn, ngủ và vận động ở lứa tuổi này đều ảnh hưởng nhiều hơn đến tuổi thọ nhưng nhiều người có thể không quá chú ý. Khi một người bước sang tuổi trung niên, nếu hình thành được những thói quen tốt đặc biệt là tuân thủ định luật 2 phần 8 dưới đây thì chắc chắn bạn sẽ có một cơ thể khỏe mạnh khi về già, thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ. Định luật 2 phần 8 hay còn DUOC gọi là nguyên tắc 80 phần 20 được vận dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo đó, mọi người không cần phải đạt đến sự hoàn mỹ 100% để có thể sống khỏe mạnh và hạnh phúc hơn mà chỉ cần nỗ lực 80% là đủ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng 20% là do các yếu tố bên trong như chủng tộc, giới tính, ghen và 80% là do các yếu tố bên ngoài như thói quen, chế độ ăn uống và tính cách. Nói cách khác 80% tuổi thọ của con người thực sự là do chính họ quyết định. Chính vì vậy, hãy bắt đầu áp dụng định luật 2 phần 8 ngay để kiểm soát 80% tuổi thọ của bạn từ hôm nay. Hai tinh tám thô cho chế độ ăn Người hiện đại thường ăn nhiều đồ ăn tinh chế, thực phẩm tinh chế là thực phẩm bị thay đổi trạng thái ban đầu. Thế nhưng đây chính là nguyên nhân khiến con người dễ mắc các như đường huyết cao, tiểu đường, béo phì, các vấn đề về sức khỏe tim mạch. Những thực phẩm này có hàm lượng các cao và giá trị dinh dưỡng thấp nên dù có tốt cho tiêu hóa thì cũng không phải là sự lựa chọn hàng đầu cho một chế độ ăn hợp lý. Thay vào đó, bạn nên bổ sung thêm ngũ cốc thô chính cho thực đơn mỗi ngày và hạn chế thức ăn tinh lại. Thực phẩm thô có thể cung cấp cho cơ thể nguồn dinh dưỡng phong phú, lại giàu chất xơ, có lợi cho nhu động đường tiêu hóa. Ngoài ra, một số sản phẩm ngũ cốc thô còn có thể giúp kiểm soát và giảm lượng đường trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, tiểu đường và béo phì đồng thời giúp răng chắc khỏe. Tuy nhiên, không nên thay thế hoàn toàn thức ăn tinh bằng ngũ cốc nguyên hạt. Các bác sĩ khuyên rằng mọi người nên ăn thô 8 phần. Hai lạnh 8 ấm khi mặc quần áo. Vào mùa đông, hãy nhớ giữ ấm cơ thể phù hợp theo sự thay đổi của thời tiết, đặc biệt nên chú trọng giữ ấm gan bàn chân, khớp và bụng. Nguyên nhân là gì khi nhiệt độ hạ xuống, hơi lạnh thường xâm nhập vào cơ thể từ gan bàn chân và bụng. Từ đó bạn sẽ rất dễ bị cảm lạnh, thậm chí còn dễ bị viêm khớp, đau khớp đối với những người đã có tuổi. Tuy nhiên, lưu ý đừng giữ ấm bằng cách mặc quần áo quá dày vì quần áo dày không dễ tản nhiệt. Mặc quần áo quá dày sẽ khiến mồ hôi tiết ra nhiều dẫn đến cơ thể bị âm dương. Hơn nữa, việc giữ ấm quá mức sẽ khiến khả năng chống lạnh và miễn dịch của cơ thể giảm sút, từ đó dễ bị cảm lạnh và ốm giặc. Ngoài ra, hơi lạnh mùa đông cũng có thể kích thích cơ thể con người, thúc đẩy tuần hoàn máu, nâng cao khả năng chống lạnh của cơ thể có lợi cho sự vận động của khí và huyết trong cơ quan nội tạng. Vì vậy, lưu ý đừng giữ ấm cơ thể quá mức. Điều trị hai phần phòng ngừa, tám phần khi có bệnh. Nhiều người thường thờ ơ với sức khỏe, cho đến khi phát hiện có bệnh mới đổ xô đi khám chữa bệnh. Tuy nhiên, thói quen này là sai lầm vừa gây tổn hại đến sức khỏe và tăng thêm gánh nặng vật chất cho người bệnh và gia đình bệnh nhân. Thái độ đúng đắn đối với bệnh tật chính là phòng ngừa 8 phần và điều trị 2 phần. Trên thực tế, nếu chúng ta dành 80% sức lực vào việc phòng bệnh, ngăn ngừa những bệnh có thể xảy ra. Hai đói tám no khi ăn uống, các nhà khoa học mỹ phát hiện ra rằng đói nhẹ giúp ngăn ngừa một số bệnh thông thường thậm chí có thể kéo dài tuổi thọ cho con người khi tiến hành các thí nghiệm tương tự trên chuột các nhà khoa học kết luận rằng những con chuột thí nghiệm bị bỏ đói một chút có thể chất tốt hơn trái tim khỏe hơn và khả năng miễn dịch mạnh hơn so với những con chuột thí nghiệm được cho ăn đầy đủ một số nghiên cứu khác cũng phát hiện ra rằng ăn no trong thời gian dài sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày và ruột đồng thời tăng nguy cơ mắc các vấn đề sức khỏe tim mạch bệnh an dây mơ tiểu đường và các vấn đề sức khỏe khác trên cơ thể con người do đó nếu muốn cơ thể khỏe mạnh đừng ăn no quá mà hãy thực hiện chế độ hai phần đói tám phần no Hai buồn tám vui cho tâm trạng. Khoa học đã chứng minh rằng giữa cơ thể và cảm xúc của con người luôn tồn tại một mối quan hệ mật thiết. Buồn bã hay giận dữ đều có thể gây ra nhiều bệnh tật. Khi con người buồn bã hay tức giận, cơ thể sẽ tiết ra nhiều chất có hại, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gan, làm tổn thương gan ở một mức độ nhất định người hay mất bình tĩnh cáu gắt có thể kèm theo nhiều chứng bệnh tâm thần khác nhau như nghiện rượu nghiện thuốc lá đây là những thứ độc hại có thể gây tổn thương lớn cho gan nếu bạn muốn cơ thể khỏe mạnh và kéo dài tuổi thọ hãy để cơ thể luôn ở trạng thái tốt nhất sống vui vẻ Học cách lười buồn bã hay tức giận và duy trì thái độ bình tĩnh mỗi ngày chính là phương pháp giúp chúng ta sống lâu và khỏe mạnh hơn. Nếu mọi người nhìn mọi việc bằng tâm thế hai buồn tám vui và kiểm soát được cảm xúc của mình thì họ sẽ giảm được rất nhiều phiền muộn và trở nên hạnh phúc hơn. Tám kiểu ăn uống tàn phá dạ dày nhanh nhất, nhưng hiếm ai chưa từng mắc. Chế độ ăn uống là một trong những yếu tố quan trọng nhất với sức khỏe dạ dày nhưng nhiều người ăn uống theo sở thích thói quen mà không quan tâm nó tốt hay hại dạ dày muốn dạ dày khỏe thì việc đầu tiên cần chú ý đó là chế độ ăn uống tuy nhiên không phải ai cũng biết đâu là những thói quen xấu hay phải ăn uống ra sao để bảo vệ dạ dày trong khi đó, cuộc sống quá bận rộn, nhiều áp lực khiến không ít người không chú trọng việc ăn uống hoặc dùng ăn uống như một cách giải tỏa cảm xúc. Bên cạnh đó, nhiều người lại thích ăn uống theo sở thích, đến khi có bệnh mới bắt đầu hối hận. Nếu không muốn điều này xảy ra với bản thân, có 8 kiểu ăn uống tàn phá dạ dày nhanh nhất mà bạn cần từ bỏ càng sớm càng tốt. 1. Ăn quá nhanh. Nếu ăn quá nhanh, thức ăn sẽ không được tiêu hóa kỹ ở khoang miệng, trực tiếp chuyển đến dạ dày khi vẫn còn ở dạng thô. Điều này làm hại niêm mạc dạ dày, tăng gánh nặng và thời gian làm việc cho dạ dày, làm mệt mỏi cơ bắp dạ dày và giảm nhu động dạ dày. Đây là nguyên nhân chính gây đau dạ dày và các bệnh dạ dày nguy hiểm. Vì vậy, các chuyên gia khuyến nghị nên kéo dài ít nhất 20 phút và nhai chậm, nhai kỹ. Bởi vì ăn quá nhanh không chỉ hại dạ dày mà còn dễ gây ăn quá nhiều, làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường cùng nhiều bệnh khác. 2. Ăn quá no. Ăn uống không điều độ sẽ làm rối loạn nhịp bài tiết của dạ dày làm suy yếu chức năng rào cản của niêm mạc dạ dày ăn quá no cũng sẽ làm tăng gánh nặng cho dạ dày thường xuyên ăn quá no thường gây ra các vấn đề như trướng bụng nhu động dạ dày chậm và làm chậm quá trình làm rỗng dạ dày bên cạnh đó ăn quá nhiều trong mỗi bữa ăn sẽ khiến dạ dày chậm làm rỗng axit dạ dày tiết ra quá nhiều tạo áp lực lên cơ dòng thực quản dưới. Từ đó cũng làm tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản, suy giảm chức năng co bóp dạ dày. Lời khuyên là chỉ nên ăn đủ no, khoảng 70-80%. đến 80%. Có nghĩa là lúc này bạn không cảm thấy đói, có thể ăn thêm vài miếng mà không khó chịu, không có cảm giác tức bụng nhưng cũng chẳng quá thèm ăn ba giờ giấc ăn uống thất thường ăn uống thất thường không đúng bữa không đúng giờ là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây bệnh dạ dày các nghiên cứu cho thấy khi ăn đúng giờ dạ dày sẽ tiết dịch vì dị tiêu hóa thức ăn nhưng nếu bạn ăn uống thất thường dạ dày vẫn duy trì thói quen đó lâu dần Cơ chế cân bằng giữa sự tiết và bảo vệ bị rối loạn dẫn đến bệnh đau dạ dày, viêm loét hoặc ung thư dạ dày. Chưa kể, sự thất thường về giờ giấc ăn này còn làm đồng hồ sinh học của toàn bộ cơ thể, khiến hệ miễn dịch suy yếu và dạ dày dễ bị mầm bệnh tấn công hơn. Tốt nhất là ăn đúng bữa và lặp lại mỗi ngày vào khoảng thời gian nhất định. 4. Không ăn sáng Theo các chuyên gia, việc duy trì thói quen ăn đủ 3 bữa ăn mỗi ngày có vai trò quyết định với sức khỏe nói chung và dạ dày nói riêng. Trong đó, bữa sáng là bữa ăn cực kỳ quan trọng nhưng lại thường bị bỏ qua hoặc ăn uống qua loa. Bởi vì sau giấc ngủ dài vào ban đêm, năng lượng cơ thể đã cạn kiệt. Nếu không ăn uống kịp thời, Dạ dày bị kích thích bởi axit dịch vị. Dị. Theo thời gian chức năng tiêu hóa sẽ suy giảm rất nhiều, gây ra bệnh dạ dày, viêm loét và lâu ngày là ung thư dạ dày. 5. Ăn quá nhiều muối. Nhiều người thích món ăn nêm nếm đậm đà, có thói quen ăn mặn mà không biết nó hại thế nào. Lượng muối cao sẽ làm giảm tiết axit dạ dày giảm khả năng phòng vệ của niêm mạc dạ dày. Khi đó, hàng rào chất nhầy trên bề mặt niêm mạc dạ dày sẽ dễ bị tổn thương, làm tăng nguy cơ viêm teo dạ dày. Đặc biệt, muối tương tác với vi khuẩn Helicobacter pylori, hải phòng, gây viêm loét dạ dày và tá tràng loại di khuẩn này là nguyên nhân của 80 đến 90% các trường hợp mắc viêm loét dạ dày, tá tràng. Một nghiên cứu của Nhật Bản cho thấy những ai thường xuyên ăn đồ ăn mặn có nguy cơ ung thư dạ dày cao gấp 2 lần so với những người khác. Theo tổ chức y tế thế giới, một người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 giờ muối mỗi ngày. 6. Không tập trung khi ăn Ngày nay, chúng ta khó rời mắt khỏi điện thoại, máy tính hay tivi khi ăn uống. Không chỉ bởi vì quá bận rộn mà còn vì muốn tranh thủ giải trí hoặc đơn giản chỉ là khiến bữa ăn bớt nhàm chán. Những thói quen tưởng chừng vô hại này lại có sức tàn phá rất lớn đối với dạ dày. Bao gồm đau dạ dày, ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình tiêu hóa thức ăn nuốt phải dị vật vào dạ dày, viêm loét dạ dày do rối loạn tiết axit dịch dị. Việc không tập trung vào bữa ăn còn có thể khiến bạn ăn nhiều hơn mà không biết. Những người không tập trung khi ăn cũng thường ăn giặt nhiều hơn sau bữa chính. Như vậy không những làm dạ dày quá tải, suy yếu mà còn làm tăng nguy cơ tăng cân, béo phì. 7 ăn quá ít rau củ, trái cây. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc tăng cường ăn rau củ và trái cây có thể làm giảm nguy cơ ung thư đường tiêu hóa. Chế độ ăn ít rau và trái cây là nguyên nhân của 19% số ung thư dạ dày, ruột 31% các bệnh thiếu máu tim cục bộ và 11% số trường hợp đột quỵ. Đồng thời, nếu tăng cường ăn các loại rau họ cải, cải chip, cải chip, bắp cải, súp lơ, cải xoăn có thể làm giảm nguy cơ ung thư dạ dày. Chưa kể, bản thân việc ăn ít rau xanh và trái cây sẽ dẫn tới thiếu hụt chất xơ cùng nhiều vitamin, dưỡng chất khác. Làm giảm nhu động ruột, khó tiêu hóa, táo bón dạ dày bị làm việc quá sức và suy giảm chức năng. Táo bón lâu ngày còn có thể gây nên bệnh trĩ hoặc viêm ruột thừa. Gợi ý cải thiện là nên ăn rau mỗi bữa và ăn trái cây tươi mỗi ngày. Tốt nhất là 150, 200 g rau mỗi bữa và 200, 500 g trái cây mỗi ngày. 8. Ăn khuya ăn khuya là thói xấu hại dạ dày mà rất nhiều người, nhất là người trẻ tuổi hay mắc phải. ăn khuya ở đây bao gồm cả việc ăn tối quá muộn hoặc ăn thêm bữa khuya gần lúc đi ngủ. Thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến giấc ngủ gây béo phì mà còn ép dạ dày làm việc quá tải khiến dịch vị dị dạ dày tiết ra quá mức gây ăn mòn niêm mạc dạ dày. Thức ăn chưa kịp tiêu hóa hết sẽ phân hủy và lên men trong dạ dày, dẫn tới đầy bụng và đau dạ dày. Đồng thời, việc ăn đêm cũng sẽ ảnh hưởng giấc ngủ, gây khó ngủ, khiến cơ thể mệt mỏi thêm. Nó cũng dễ gây tăng cân, béo phì và nhiều bệnh lý khác. 15 mẹo sống khỏe, trường thọ đơn giản của y học cổ truyền và hiện đại giúp bạn và gia đình khỏe mỗi ngày, phòng tránh trăm bệnh, quý hơn bất kỳ gia tài nào. 1. Xoa bụng, xua tan lạnh và làm ấm bụng. Bụng là nơi hàng khí tích tụ nhiều nhất. Vì thế việc xoa bụng và làm ấm bụng rất hiệu quả. Tuy nhiên cần lưu ý là cần xoa bụng kiên trì trong thời gian dài trên lòng bàn tay chúng ta có một quyệt gọi là quyệt lao cung hay còn gọi là quyệt quả thường xuyên dùng lòng bàn tay xoa bóp dùng bụng dưới cho đến khi nóng lên không chỉ có tác dụng xua lạnh làm ấm bụng mà còn có thể dưỡng sinh khí cách làm xoa bụng dưới mỗi ngày một lần vào buổi sáng trưa và tối với lực vừa phải đầu tiên thực hiện theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, sau đó theo chiều kim đồng hồ. Tốc độ khi bắt đầu cứ 2 đến 3 giây xoay một dòng, trong dòng 30 phút nên xoa trong khoảng từ 600 đến 900 dòng. 2. Chải tóc, thúc đẩy khí và máu. Theo y học cổ truyền Trung Quốc, đầu là ngôi nhà của trí tuệ, nơi giao tiếp với toàn bộ cơ thể thông qua các kinh mạch. Có hơn 100 nguyệt phân bổ trên đầu và cổ, dưới sự kích thích lặp đi lặp lại của lượt, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu dùng đầu, có tác dụng chữa bệnh và phòng bệnh. Cách làm, bạn có thể chải đầu khi mới ngủ dậy hoặc mọi thời điểm trong ngày. Bắt đầu chải từ trán trở xuống gáy mỗi lần chải 5 phút. Thông qua sự tiếp xúc và ma sát giữa răng lược và da đầu, nó có thể kích thích các quyệt trên đầu và thúc đẩy tuần hoàn máu một cách hiệu quả. 3. Dùng lưỡi trà sát răng, dưỡng thận Dùng lưỡi trà sát răng là một phương pháp chăm sóc sức khỏe đã có từ lâu đời. Theo danh y Lý Tề Nhân, Trung Quốc, Phương pháp này mang lại tác dụng thính tai, tinh mắt, có thể kéo dài tuổi thọ. Cách làm, khép miệng sao cho răng trên và dưới, bỏ chạm vào nhau. Sau đó dùng lưỡi chà sát lên răng từ trái sang phải, từ ngoài vào trong, từ trên xuống dưới để kích thích tuyến nước bọt trong miệng hoạt động. Cuối cùng dùng lưỡi chống lên dòm miệng trên, rồi lại cuộn xuống dưới, rồi cuối cùng nuốt nước bọt. 4. Kéo dành tay, bảo vệ thận và ngăn ngừa lão quá. Trung y cho rằng, dành tay có thể phản ánh tình trạng của thận, dành tay có màu đỏ tím chứng tỏ thận tuần hoàn không tốt. Thường xuyên kéo căng dành tay có tác dụng thông máu bảo vệ thận, chống lão quá. Cách làm Đưa tay trái qua đỉnh đầu kéo tay phải lên trên hàng chục lần, sau đó dùng tay phải kéo tay trái hàng chục lần. 5. Xoa bóp lòng bàn chân, giải độc nội tạng. Xoa bóp lòng bàn chân cũng là một lựa chọn tốt để chăm sóc sức khỏe. Ban đầu chúng ta nên nằm thẳng trên giường, nâng hai bàn chân lên. Xoa vào nhau để tạo độ ấm cho chân trước sau đó mới tiến hành xoa bóp. Cách làm: Dùng hai tay xoa lòng bàn chân, tốt nhất mỗi lòng bàn chân 20 lần, có thể thúc đẩy tuần hoàn máu cục bộ, tăng cường chức năng giải độc của lục phủ ngũ tạng. Phương pháp này có thể ngăn ngừa các vấn đề như tê chân, lạnh tay chân, đi lại yếu ở người già. 6. Vỗ nhẹ vào gan bàn chân, tăng cường lưu thông máu. Buổi tối trước khi đi ngủ, bạn có thể ngồi trên giường dùng tay vỗ nhẹ vào gan bàn chân. Số lần dỗ tốt nhất là 100 lần, sau đó dỗ lòng bàn chân trái phải 50 lần. Chu kỳ nên được lặp lại 2 lần. Cách làm, cường độ của các lần vỗ nên vừa phải nếu không sẽ gây đau dỗ chân trước khi ngủ có thể giải tỏa cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài lao động giúp đẩy nhanh quá trình lưu thông máu trong cơ thể tăng cường chức năng giải độc 7. ngâm chân thường xuyên có rất nhiều huyệt đạo ở lòng bàn chân chúng được bố trí chằng chịt và phổ biến ở hầu khắp lòng bàn chân do đó Việc tạo cho mình thói quen ngâm chân có thể làm thông thoáng những huyệt dị này và kích thích bàn chân. Tác động lên cơ thể, làm cho các kinh mạch thông thoáng, điều hòa, từ đó đạt được mục đích phòng ngừa bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, có nhiều điều bạn cần lưu ý khi áp dụng biện pháp dưỡng sinh khi ngâm chân, điều này không thể thực hiện tùy tiện. Ví dụ Nhiệt độ của nước ngâm chân không nên quá cao. Nói chung, nó phù hợp hơn trong khoảng 40 đến 50 độ. Mặt khác, việc lựa chọn thời gian để ngâm chân cũng rất quan trọng. Thông thường, bạn nên ngâm vào lúc 9 giờ đêm trước khi đi ngủ là phù hợp, có tác dụng dưỡng sinh tốt hơn. Ngoài ra, cần dựa theo đặc điểm thể chất của từng cá nhân bạn có thể thêm các thành phần khác vào trong nước ngâm chân để tăng hiệu quả phòng và chữa bệnh. Ví dụ như lá ngải cứu, gừng tươi. Điều này cũng rất hữu ích để đạt được hiệu quả duy trì sức khỏe và dưỡng sinh lâu dài. Tác dụng của cố diệt ngâm chân thường xuyên Thư giãn, cải thiện trí não sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, ngâm chân giúp bạn cảm thấy thư giãn thoải mái hơn đồng thời nó còn tốt cho hệ thần kinh trị các chứng đau đầu qua mắt chóng mặt tăng cường thể chất ngâm chân giúp cơ thể khỏe khoắn tăng tuần hoàn máu khắp cơ thể tốt cho hệ tiêu hóa thúc đẩy quá trình trao đổi chất trong cơ thể diễn ra hiệu quả giúp cải thiện làn da đặc biệt đối với chị em phụ nữ ngâm chân sẽ giúp làn da sẽ tươi sáng rạng rỡ và tràn đầy sức sống đồng thời ngâm chân còn cải thiện các triệu chứng tiền mãn kinh hay chu trình kinh nguyệt không đều giúp ngủ ngon hơn ngâm chân mang đến bạn giấc ngủ sâu và ngon đặc biệt là đối với những người thường khó ngủ căng thẳng mệt mỏi. Giảm hôi chân, ngâm chân hỗ trợ điều trị các bệnh về phong thấp, hạn chế ra mồ hôi ở chân và cải thiện các bệnh về da chân. Giảm đau khớp, khi bạn cảm thấy đau nhất ở bàn chân, cẳng chân thì nên ngâm bàn chân, cẳng chân vào nước muối ấm vì trong muối chứa ma giúp thư giãn cơ bắp kết hợp với nước ấm có tác dụng làm dịu cơn đau và giảm sưng khi bị viêm khớp hiệu quả. Trị cảm lạnh, ngâm chân bằng nước muối thúc đẩy quá trình tuần hoàn máu giúp loại bỏ chứng nghẹt mũi, lạnh chân, đồng thời làm dịu toàn bộ cơ thể bạn, từ đó giúp bạn điều trị bệnh cảm lạnh. Bổ thận, chống lão quá. Khi ngâm chân, nước nóng sẽ kích thích lưu lượng máu đi khắp cơ thể, giúp cải thiện lưu lượng máu của thận và làm cho một số chất chuyển hóa được bài tiết nhanh chóng. Ngâm chân không chỉ làm bổ thận mà còn chống lão quá. 8. Cố gắng đi bộ thay vì xe Đi bộ là một cách tốt để tập thể dục, vì vậy hãy chọn cơ hội để được đi bộ thay thế đi xe và các phương tiện khác là một cách tốt để duy trì sức khỏe cách này không chỉ có thể thúc đẩy lưu thông máu của chân cũng như toàn bộ cơ thể mà còn tăng cường các chức năng khác của cơ thể thúc đẩy hiệu quả sự phân hủy mở trong cơ thể đây là một giải pháp dưỡng sinh vô cùng tốt để duy trì sức khỏe ổn định chỉ cần thay thế đi xe bằng cách đi bộ ở những nơi có khoảng cách ngắn, cự ly gần. 9. Ăn uống canh trước bữa ăn. Các món canh thường được đánh giá là giàu dinh dưỡng vì thông thường được nấu từ nhiều nguyên liệu khác nhau trong cùng một nồi. Do đó mà tác dụng bồi bổ sức khỏe của món canh rất lớn đặc biệt là các thành phần trong canh dễ được cơ thể hấp thụ hơn và có thể nuôi dưỡng dạ dày đường ruột vì vậy duy trì thói quen ăn canh trước bữa ăn cũng là một cách tốt để duy trì sức khỏe đặc biệt là bạn hoàn toàn có thể dựa theo nhu cầu dinh dưỡng mà cơ thể cần để lên kế hoạch hợp lý trong việc lựa chọn các thành phần nguyên liệu khi nấu canh đây chính là giải pháp ăn uống khoa học, mang lại hiệu quả chăm sóc sức khỏe và dưỡng sinh tốt, hữu ích lớn trong việc kéo dài cuộc sống. 10. Chạy bộ chậm. Chạy bộ chậm có tác dụng tốt trong việc phục hồi chức năng của cơ thể con người, bài tiết dopamine của cơ thể, đồng thời cũng có thể đóng một vai trò nhất định trong việc duy trì sức khỏe. Tập thể dục bằng hình thức chạy bộ chậm để rèn luyện sức khỏe rất phổ biến trong những năm gần đây và nó có thể có tác dụng chống lão hóa rất hiệu quả. 11. Ăn chậm nhai kỹ. Thói quen ăn uống tốt cũng là một cách tốt để duy trì sức khỏe, đặc biệt là ăn chậm nhai kỹ có thể làm giảm áp lực lên dạ dày và ruột. Từ đó có thể thúc đẩy quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng hiệu quả. Mỗi người nên tập cho mình thói quen ăn chậm nhai kỹ, lợi ích từ việc ăn uống đúng cách sẽ hiệu quả hơn rất nhiều trong quá trình dưỡng sinh. 12. Thường xuyên mỉm cười. Một nụ cười đơn giản cũng có thể đạt được hiệu quả tốt cho sức khỏe đặc biệt là khi bạn cười vào mỗi buổi sáng để làm cho tâm trạng của bạn dễ chịu hơn. 13. Thực hiện các động tác kéo giãn cơ thể Thói quen kéo giãn cơ thể như dương dai, ưỡn ngực hay kéo toàn bộ chân tay ra các hướng khác nhau có thể thúc đẩy lưu thông máu và đẩy nhanh quá trình lưu thông và vận hành trong mạch máu. Do đó, Duy trì thói quen thực hiện một số bài tập kéo giãn cơ thể đơn giản sau khi làm việc có thể đạt được hiệu quả giữ sức khỏe tốt, mang lại lợi ích dưỡng sinh lâu dài. 14. Xoay mắt theo chiều kim đồng hồ. Mắt là cửa sổ của tâm hồn, phản ánh sức khỏe và sự tinh anh, nhanh nhẹn của mỗi người. Đồng thời mắt còn liên quan đến rất nhiều mạch máu và kinh mạch trong cơ thể. Xoay mắt theo chiều kim đồng hồ giúp thư giãn các mạch máu và kinh tuyến, do đó làm giảm mỏi mắt và đạt được hiệu quả chăm sóc sức khỏe, trong dài hạn mang lại tác dụng dưỡng sinh tuyệt vời. 15. Thiền định. Thiền là một phương pháp luyện tập về tinh thần và thể chất có từ lâu đời được sử dụng để tăng sự bình tĩnh và thư giãn thể chất, cải thiện sự cân bằng về tâm lý, đối phó với bệnh tật và tăng cường sức khỏe tổng thể và hạnh phúc. Thực hành tâm trí và cơ thể tập trung vào các tương tác giữa não, tâm trí, cơ thể và hành vi. Dưới đây là chính loại thiền bạn nên biết và lựa chọn cho mình được loại thiền nào phù hợp nhất. Mặc dù không có cách thiền đúng hay sai, nhưng điều quan trọng là chúng ta phải tìm một phương pháp thực hành đáp ứng nhu cầu và bổ sung cho tính cách của chính mình. Làm thế nào để bắt đầu thiền? Cách đơn giản nhất để bắt đầu thiền là ngồi yên lặng và tập trung vào hơi thở. Một câu nói đã truyền lại từ thời xa xưa gợi ý người thiền rằng, bạn nên ngồi thiền 20 phút mỗi ngày. Trừ khi bạn quá bận, vậy thì bạn nên ngồi trong một giờ. Bỏ tất cả chuyện đùa sang một bên, tốt nhất chúng ta nên bắt đầu trong những khoảng thời gian ngắn, thậm chí chỉ là 5 hoặc 10 phút và phát triển từ đó. Hãy ngồi thiền đều đặn với 20 phút mỗi ngày và làm điều này trong vòng 100 ngày liên tục. Hãy kết hợp điều đó với thêm 2 đến 5 phút thiền định trong ngày để phá vỡ đi sự hỗn loạn và bạn sẽ sớm cảm nhận được những lợi ích của nó có nhiều bằng chứng chứng minh những lợi ích của thiền định thiền có thể giúp giảm huyết áp giảm lo lắng giảm đau giảm bớt các triệu chứng trầm cảm cải thiện giấc ngủ cho dù những lợi ích đó chỉ là người ta đã thổi phòng về thiền định hay đã được khoa học chứng minh. Những người thực hành thiền định hàng ngày đều bị thuyết phục về những lợi ích trong cuộc sống của việc ngồi thiền đều đặn. Cho dù chúng ta đang tìm cách giảm căng thẳng hay tìm kiếm những sự giác ngộ về tinh thần hoặc tìm thấy sự tĩnh lặng hay nhẹ nhàng trong từng chuyển động thì luôn có một phương pháp thiền dành cho bạn đừng ngại thử những kiểu thiền khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bản thân thiền không phải là một điều bắt buộc nếu chúng ta ép buộc cơ thể mình thì nó sẽ trở thành một việc khiến chúng ta cảm thấy khó chịu thực hành nhẹ nhàng thường xuyên cuối cùng sẽ trở nên bền vững và thú vị sáu thực phẩm nên ăn thường xuyên để ngừa đột quỵ việc lựa chọn thực phẩm đúng cách có thể làm giảm nguy cơ tích tụ cholesterol trong động mạch và những tắc nghẽn này là một nguyên nhân gây ra đột quỵ đột quỵ tai biến mạch máu não xảy ra khi lưu lượng máu đến não bị cắt giảm đột ngột do động mạch bị tắc hoặc mạch máu trong não bị chảy máu khi đó các tế bào não bị thiếu oxy và chất dinh dưỡng thiết yếu điều này gây tổn thương tế bào não khiến các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút đột quỵ gây ra những hậu quả sao liệt vấn đề về giọng nói vấn đề nuốt suy giảm thị lực và nhận thức gây tử vong Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đột quỵ là nguyên nhân gây tử vong đứng thứ hai và là nguyên nhân gây tàn tật đứng thứ ba trên toàn cầu. Cứ bốn người thì có một người có nguy cơ bị đột quỵ trong đời. Các yếu tố nguy cơ về lối sống gây đột quỵ bao gồm thừa cân hoặc béo phì, ít hoạt động thể chất, sử dụng thuốc lá và lạm dụng rượu. Các yếu tố nguy cơ y tế bao gồm tăng huyết áp, cholesterol cao, đái tháo đường và tiền sử cá nhân hoặc gia đình bị đột quỵ hoặc đau tim. Cholesterol là một phân tử chất béo, được cơ thể sản xuất và hấp thụ qua bữa ăn. Nếu bạn có quá nhiều cholesterol trong máu, nó có thể gây ra sự lắng động chất béo trong động mạch, hạn chế lưu lượng máu. Tuy nhiên, Ăn uống lành mạnh có thể giúp bạn giảm cholesterol. Lời khuyên về cách lựa chọn thực phẩm phù hợp để ngăn ngừa đột quỵ. 1. Tăng lượng trái cây, rau củ để giảm nguy cơ đột quỵ. Ăn thường xuyên các loại trái cây, rau củ quả, các loại đậu để bổ sung chất xơ có trong trái cây và ngũ cốc. Đây là một cách để giảm lượng cholesterol chất béo xấu và natri nhưng vẫn khiến bạn no. Tuy nhiên, cần tránh hiểu lầm về ranh giới tốt xấu của thực phẩm, ví dụ món salad rau củ tốt nhưng nếu trộn thêm nhiều thịt, pho mát và nước sốt thì thực sự bạn đang ăn một lượng lớn calo, chất béo và muối, tất cả đều có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ nếu ăn thường xuyên. Tham khảo chế độ ăn địa trung hải là chế độ ăn giúp tăng lượng trái cây, sau cũ và đã được chứng minh là tốt nhất cho sức khỏe trái tim. Chế độ ăn địa trung hải có một số thực phẩm như dầu ô liu, dầu hạt cải, dầu cá omega 3, giấm ban vitamin và chất chống oxy hóa được khuyên dùng để ngăn ngừa đột quỵ. Chế độ ăn kiêng này hạn chế chất béo chuyển hóa, Chất béo có hại có nguồn gốc động vật và cholesterol. Ăn nhiều bữa ăn lành mạnh hơn, giảm thiểu các bữa ăn có thực phẩm chế biến sẵn và tốt nhất là nấu ở nhà để kiểm soát được thực phẩm, cách chế biến và lượng muối. Đã có nghiên cứu báo cáo rằng chất làm ngọt nhân tạo có thể làm tăng nguy cơ đột quỵ. Chất tạo ngọt này có cả trong soda ăn kiêng vì vậy tốt nhất là nên tránh dùng thường xuyên. 2. Tránh các thực phẩm có hàm lượng cholesterol cao. Ăn nhiều thịt đỏ, bơ và đồ chiên rán làm tăng nguy cơ đột quỵ. Thay vào đó, hãy thử nướng, hấp thức ăn thay vì chiên rán. Nên chọn các loại thịt trắng như thịt gà không da để thay thế thịt đỏ. Nếu bạn muốn thử các sản phẩm thay thế thịt, hãy thêm đậu, đậu hà lan, đậu lăng hoặc đậu phụ vào chế độ ăn uống. 3. Ăn thực phẩm giàu omega 3 ngừa đột quỵ. Omega 3 là chất béo không bảo hòa đa, loại chất béo lành mạnh có trong cá, hạt lanh, làm tăng mức cholesterol tốt. Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ăn ít nhất hai khẩu phần cá béo mỗi tuần, có thể bao gồm cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích. Tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết bạn cần bao nhiêu omega 3 trong chế độ ăn uống của mình. Hạn chế ăn thịt chế biến sẵn và nên ăn các loại protein lành mạnh hơn như cá tươi, thịt nạc, thịt da cầm, sữa, sữa chua, phô mai ít chất béo, trứng, đậu phụ, các loại hạt. 4. Hạn chế uống rượu để giảm nguy cơ đột quỵ. Rượu có thể làm tăng huyết áp, đây là yếu tố nguy cơ chính dẫn đến đột quỵ. Nếu bạn muốn uống rượu, không nên uống quá 2 ly mỗi ngày đối với nam và 1 ly mỗi ngày đối với nữ chuyển sang dùng rượu gian đỏ vì loại gian này được cho rằng có đặc tính bảo vệ tim và não năm giảm lượng muối ăn vào ngoài việc cắt giảm lượng đường chất béo bảo quà và uống nhiều nước cần bỏ thói quen ăn nhiều muối nếu có mặc dù đôi khi chúng ta thèm đồ ăn mặn nhưng điều quan trọng là phải xem lượng nát tri ăn vào là bao nhiêu Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị mỗi người trưởng thành chỉ nên tiêu thụ ít hơn 2 giờ nát tri mỗi ngày. Tương đương với 5 giờ muối sẹt một ngày, ít hơn một thìa cà phê muối. Và những người mắc một số bệnh lý nhất định cần tiêu thụ ít hơn. Nên giảm việc sử dụng muối trong nấu ăn và thử thay muối bằng các loại thảo mộc trong nấu ăn để tăng hương vị tự nhiên của món ăn mà không làm tăng huyết áp nồng độ nát tri cao có thể được tìm thấy trong các món ăn được nhiều người yêu thích như pizza, súp đóng hộp, bánh mì, bánh mì sandwich, nước sốt và thịt nguội. Khi mua sắm, hãy đọc kỹ nhãn để đảm bảo bạn đang mua những mặt hàng có lượng nát tri ít nhất có thể. 6. Một số thực phẩm ngăn ngừa đột quỵ thói quen ăn uống không lành mạnh có thể dẫn đến huyết áp và cholesterol cao làm tăng nguy cơ bị đột quỵ nhiều nghiên cứu dịch tễ học cho thấy dinh dưỡng ảnh hưởng đến sự gia tăng của đột quỵ và việc điều chỉnh chế độ ăn uống có thể giảm bớt nguy cơ đó chìa khóa để ăn uống lành mạnh là tiêu thụ nhiều loại thực phẩm lành mạnh từ đa dạng các nhóm thực phẩm Tham khảo 6 loại thực phẩm được biết là có tác dụng tốt với sức khỏe tim mạch nếu ăn thường xuyên một cách điều độ. Quả diệt quất giàu chất chống oxy hóa. Chất chống oxy hóa trong quả diệt quất giúp thư giãn các động mạch máu và tăng lưu lượng máu đồng thời giảm viêm. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng quả diệt quất và các loại quả mọng khác rất giàu chất chống oxy hóa, có thể làm giảm nguy cơ bị đau tim hoặc đột quỵ. Rau chân vịt, cải bó xôi. Hàm lượng sắt và axit folic cao trong rau chân vịt có thể thúc đẩy sản xuất hồng cầu. Cải thiện khả năng vận chuyển oxy của máu, giúp máu lưu thông nhanh hơn và giảm nguy cơ đột quỵ. Khoai lang Khoai lang có nhiều chất chống oxy hóa, giúp giảm sự phát triển mảng bám trong mạch máu. Khoai lang nướng cả giỏ chứa chất xơ và vitamin A hỗ trợ tim, phổi và thận hoạt động tốt. Bột yến mạch Bột yến mạch có thể giúp giảm cholesterol lipoprotein mật độ thấp xấu, ngăn ngừa đột quỵ. Các nhà nghiên cứu báo cáo rằng Tiêu thụ bột yến mạch làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chẳng hạn như đột quỵ. Sữa ít béo. Một số nhà nghiên cứu cho rằng những người tiêu thụ nhiều sữa hơn, đặc biệt là các sản phẩm sữa và phô mai sẽ giảm nguy cơ đột quỵ. Canxi, magie, kali có nhiều trong các sản phẩm sữa và những chất dinh dưỡng này có thể giúp giảm huyết áp nên ăn uống hai hoặc ba phần mỗi ngày. Uống sữa ít béo hoặc không béo để tránh chất béo bão hòa, chất béo có liên quan đến bệnh tim mạch. Đậu phộng là Một phân tích tổng hợp báo cáo rằng ăn một nắm đậu phộng mỗi ngày có thể làm giảm nguy cơ đột quỵ, bệnh tim mạch. Đậu phộng có nhiều chất xơ giúp giảm nguy cơ đột quỵ bằng cách kiểm soát cholesterol quá mức thói quen ăn uống không lành mạnh kéo dài có thể dẫn đến tăng cân tăng huyết áp và cholesterol chính những yếu tố này làm tăng nguy cơ bị đột quỵ thực hiện chế độ dinh dưỡng tốt kết hợp với rèn luyện cơ thể tập thể dục có thể giúp phòng ngừa đột quỵ nhờ kiểm soát được huyết áp cao lượng đường trong máu, mức cholesterol và cân nặng. Chính lưu ý trong ăn uống để kiểm soát huyết áp, mỡ máu, phòng bệnh tim mạch. Ăn uống lành mạnh với đa dạng các thực phẩm tốt cho tim có thể giúp bạn ngăn ngừa và kiểm soát tăng huyết áp, mỡ máu cao hoặc suy tim. Bệnh tim mạch chỉ một nhóm các bệnh lý liên quan đến sự tắc nghẽn của dòng máu ảnh hưởng tới sự tuần hoàn ở tim, não, thận và chân. Một số bệnh tim mạch thường gặp gồm bệnh về gian tim, nhồi máu cơ tim, sơ giữa động mạch, đột quỵ. Tim mạch là bệnh lý với các triệu chứng âm thầm nên khó phát hiện sớm, nhưng để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với người bệnh. Bệnh tim mạch được coi là một trong những bệnh lý có tỷ lệ tử vong cao nhất. Theo báo cáo hàng năm, các bệnh lý tim mạch thực sự là một gánh nặng cho xã hội, là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Đáng lo ngại, các bệnh về tim mạch có thể xảy ra với bất kỳ ai, ở bất kỳ lứa tuổi nào và có xu hướng ngày càng trẻ quá gây nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe. Trong khi một số bệnh lý tim mạch có thể phòng được, nhưng người trẻ tuổi ít tìm hiểu về nguy cơ mắc bệnh tim và thường có tâm lý chủ quan nên không có biện pháp phòng ngừa hợp lý. Theo các chuyên gia y tế, hầu hết các bệnh tim mạch đều có thể can thiệp giảm nguy cơ mắc, giảm mức độ nặng thông qua việc điều chỉnh lối sống có hại cho sức khỏe. Phó giáo sư, tiến sĩ Bác sĩ Phạm Mạnh Hùng Diện trưởng Diện tim mạch quốc gia Việt Nam Phó Chủ tịch Hội tim mạch học Việt Nam cho biết Hầu hết các bệnh tim mạch hiện nay có thể phòng ngừa được một cách hiệu quả Thông qua việc điều chỉnh lối sống có hại cho sức khỏe như bỏ hút thuốc lá Chế độ ăn lành mạnh Tăng cường tập luyện thể lực và không lạm dụng rượu bia 2 chế độ ăn uống lành mạnh tốt cho tim mạch. Một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm để ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch là bắt đầu một chế độ ăn uống lành mạnh với các thực phẩm có lợi cho tim. Thay đổi chế độ ăn uống cũng giúp đẩy lùi các triệu chứng của bệnh tim và ngăn chúng tiến triển nặng hơn. Hãy bắt đầu với các thay đổi nhỏ và theo thời gian việc thực hiện một số thay đổi sẽ tạo nên thói quen, dẫn đến sự khác biệt lớn về sức khỏe tim mạch của bạn. Ăn nhiều trái cây, rau, ngũ cốc và các loại thực phẩm giàu chất xơ khác, nên ăn nhiều loại trái cây và rau quả mỗi ngày. Ưu tiên trái cây và rau có màu xanh đậm, màu cam đậm và màu vàng đặc biệt bổ dưỡng. Ví dụ như rau bina cà rốt, đào và quả mọng. Nhu cầu khuyến nghị cho rau và quả chính từ năm gam g ngày. Chú ý nên ăn trái cây ở dạng muối, miếng để kiểm soát được số lượng, không nên uống nhiều nước trái cây vì rất dễ gây ra hiện tượng thừa năng lượng. Ăn nhiều loại sản phẩm ngũ cốc, nên ưu tiên nhiều hơn các thực phẩm ngũ cốc nguyên hạt có nhiều chất xơ và chất dinh dưỡng ngũ cốc nguyên hạt bao gồm yến mạch bánh mì nguyên cám và gạo lứt năm bước đơn giản giúp giảm lượng muối ăn hàng ngày giảm nguy cơ bệnh tật ăn mặn hại tim hạn chế muối nát tri Điều này đặc biệt quan trọng đối với những người có nguy cơ hoặc đã bị tăng huyết áp. Cố gắng hạn chế lượng natri dưới 2.300mg, tương ứng khoảng 5,8g muối mỗi ngày để giúp giảm huyết áp. Khi đã bị tăng huyết áp cần giới hạn lượng natri ở mức 1.500mg mỗi ngày, sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn nữa đối với trái tim nên sử dụng các loại thảo mộc và gia vị thay vì muối để tăng thêm hương vị cho thực phẩm. Ăn ít nhất 2 phần cá mỗi tuần. Cá có dầu, có chứa axit béo omega 3 là tốt nhất cho tim của bạn. Những loài cá này bao gồm cá hồi, cá thu, cá trích và cá mòi. Hạn chế đồ uống và thức ăn có đường tinh chế hạn chế chất béo bảo hòa, chất béo chuyển hóa và cholesterol. Chất béo chuyển hóa được tìm thấy trong nhiều loại thực phẩm chế biến từ dầu thực vật đã được hydro hóa hoặc hydro hóa một phần. Những thực phẩm này bao gồm bánh quy, bánh quy giòn, khoai tây chiên và nhiều loại thức ăn nhẹ chế biến sẵn. Để hạn chế chất béo bảo hòa và cholesterol, hãy cố gắng chọn những thực phẩm sau. Thịt nạc và các loại thịt thay thế như đậu hoặc đậu phụ. Cá, rau, đậu và các loại hạt. Các sản phẩm từ sữa không béo và ít béo. Chọn chất béo không bảo hòa đa hoặc không bảo hòa đơn, như dầu hạt cải và dầu ô liu, để thay thế chất béo bảo hòa, chẳng hạn như bơ nhưng cần lưu ý là tất cả các chất béo đều có hàm lượng calo cao vì vậy hãy để ý khẩu phần ăn của bạn giữ cân nặng hợp lý bằng cách cân bằng lượng calo ăn vào với hoạt động thể chất hàng ngày chỉ nên ăn số calo bạn cần để duy trì cân nặng hợp lý nếu muốn giảm cân hãy tăng mức độ hoạt động để đốt cháy nhiều calo hơn lượng bạn ăn bỏ thói quen uống rượu bia. Nếu bạn vẫn muốn uống rượu, hãy uống có chừng mực và thay thế rượu nặng. Bia bằng rượu gian có thể có ít hơn đối với trái tim. Hạn chế uống rượu bia xuống còn 2 ly mỗi ngày đối với nam giới và một ly mỗi ngày đối với phụ nữ. Bạn có thể nhận được nhiều lợi ích hơn nữa từ việc thay đổi chế độ ăn uống nếu tập thể dục thường xuyên và không hút thuốc. 12 sở thích ăn uống đạm bạc để sống lâu sống khỏe, rẻ như cho mà bổ dưỡng, lành hơn sâm. Sơn hào hải dị thường chỉ đáp ứng khoái khẩu ăn uống nhất thời, còn những món ăn thanh đạm bình dân. Nếu biết tận dụng đúng cách sẽ giúp bạn trường thọ, bách niên giai lão mà chẳng cần đến một viên thuốc bổ đắt tiền nào. Bổ trợ kiến thức dinh dưỡng để sống trường thọ vừa hữu ích cho chính bản thân mình vừa tốt khi cần chăm sóc cho cha mẹ người thân dưới đây là những sở thích được tổng kết từ những người sống thọ sống khỏe một lấy hạt trân châu ngọc mễ làm món ăn chính ngô còn có tên gọi khác là ngọc trân châu là thực phẩm vàng đúng cả nghĩa đen và bóng được toàn thế giới công nhận và cũng là món ăn chính mà người trường thọ không thể rời xa. Các nhà khoa học Mỹ nhận thấy người Pueblo bản địa, người da đỏ, không ai bị cao huyết áp và sơ cứng động mạch. Nghiên cứu thì được biết là do người dân dùng này thường xuyên ăn ngô. Các chuyên gia phát hiện ra rằng, trong ngô hàm chứa lượng lớn lecithin, acid linoleic, vitamin E, vì vậy không dễ gây ra cao huyết áp và sơ cứng động mạch. 2. Thích món khoai lang dân giả Ăn khoai lang là một trong những sở thích của người già trường thọ. Theo nghiên cứu, khoai lang có 5 tác dụng lớn. Thứ nhất dinh dưỡng phong phú, điều hòa bổ máu. Thứ hai là nhuận tràng thông khí, có lợi cho đại tiện thứ ba là ít khí tăng cường hệ thống miễn dịch thứ tư là khoai lang hàm chứa chất chống ung thư có thể phòng chống ung thư thứ năm là phòng chống lão quá ngăn chặn xơ cứng động mạch khoai lang hàm chứa lượng lớn chất keo protein vì vậy có thể ngăn ngừa các bệnh gan và thận tăng cường hệ miễn dịch tiêu trừ các gốc tự do tránh bệnh ung thư do các gốc tự do gây ra. Trong khoai lang lại còn chứa khá nhiều canxi, ma di, vì vậy có thể phòng ngừa các bệnh về xương khớp. Từ đó có thể thấy, khoai lang là một báu vật không thể thiếu của người trường thọ. 3. Đậu phụ là lựa chọn đầu tiên. Chuyên gia dưỡng sinh dí đậu phụ như là thịt từ cây, họ cho rằng ăn cá sinh nóng thịt sinh đờm bắp cải đậu phụ đảm bảo bình an sắc tùy tức cư ẩm thực phổ giết món ăn này mọi nơi đều có thể làm được thích hợp với cả người giàu lẫn người nghèo xuất hiện trong bữa ăn chay cũng như bữa tiệc sang trọng đặc biệt ăn vào mùa đông rất ngon đậu phụ có công dụng ít khí bổ hư lọc chì trong máu, bảo vệ gan, thúc đẩy chức năng trao đổi chất trong cơ thể. Thường xuyên ăn đậu phụ có lợi cho sức khỏe và phát triển trí lực. Người già thường xuyên ăn đậu phụ có tác dụng rất tốt để trị liệu các chứng như sơ cứng mạch máu, xương cốt lỏng lẻo, rời rạc. 4. Sùng bái cải thảo vua của các loại rau Người già có kinh nghiệm thường nói, cải thảo ăn nửa năm, thầy thuốc hưởng thanh nhàn. Có thể thấy, thường xuyên ăn cải thảo hỗ trợ diệt xua đuổi bệnh tật, kéo dài tuổi thọ. Cải thảo có mùi vị tươi ngon, dinh dưỡng hài hòa, chứa chất khoáng, vitamin, protein, chất xơ, carotene. Ngoài ra còn hàm chứa một loại chất có thể phân giải nitrosamin một chất gây ra ung thư. Danh họa Tề Bạch Thạch Trung Quốc đã để lại một bức tranh cải thảo rất có ý nghĩa, bức tranh độc luận cải thảo là vua của các loại rau và ca ngợi trăm loại rau không bằng cải thảo. Nhìn từ công dụng dược lý, cải thảo có 7 công dụng lớn là dưỡng dạ dày, nhuận tràng, giải rượu, lợi tiểu, giảm mỡ, thanh nhiệt và chống ung thư. năm Mỗi ngày ăn một quả trứng gà Tiến sĩ Chớt Hang Sen nhà kinh tế học nổi tiếng có tuổi thọ 100 đã tuân thủ theo chế độ dinh dưỡng học. Mỗi ngày kiên trì ăn uống theo quy tắc 3 trong một tức là sáng ăn một quả trứng gà, buổi trưa ăn một quả táo to, tối uống một cốc sữa. Ngoài ra, ngày ba bữa ăn nhiều rau xanh, hoa quả, ăn ít thịt, ăn uống điều độ. Đều đặn như thế thì sẽ trường thọ. Lòng trắng trứng chứa nhiều nước và protein có tác dụng khôi phục tế bào gan bị tổn thương. Chất lecithin trong lòng đỏ trứng có thể thúc đẩy tế bào gan tái sinh, còn có thể nâng cao lượng protein huyết tương trong cơ thể tăng cường chức năng bài tiết và chức năng miễn dịch. Sau khi lecithin si được cơ thể tiêu hóa, sẽ giải phóng ra chót lai. Like. Chót lai like có thể cải thiện trí nhớ. Trong lòng đỏ trứng hàm chứa muối vô cơ, canxi, phốt pho, sắc và vitamin khá phong phú. 6. Không quên củ cải Người già trường thọ mùa đông không rời xa củ cải. Họ nói, mùa đông ăn củ cải, mùa hè ăn gừng, một năm bốn mùa đảm bảo an khang. Củ cải hàm chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất, không chứa chất béo, có tác dụng đẩy mạnh trao đổi chất cũ mới, tăng cường cảm giác thèm ăn và giúp tiêu hóa. Củ cải đích thực là thực phẩm bảo vệ sức khỏe của người già. Y học cổ truyền cho rằng củ cải có thể quá giải và tiêu hóa thực phẩm tích trữ trong dạ dày. trị mất tiếng do ho, đờm gây ra, trị ho ra máu, chảy máu mũi, giải khát, trị kiết lị, giảm đau đầu, lợi tiểu. nếu ăn sống có thể giải khát, thanh nhiệt, giải đờm, ngăn hen suyễn và trợ giúp tiêu hóa. luộc chín ăn có tác dụng bổ ích, khỏe tỳ. Củ cải và trà tức là ăn củ cải, sau đó uống trà, có thể tiêu trừ khô nhiệt, bài trừ khí nóng độc tích tụ trong cơ thể, có tác dụng rất tốt để khôi phục thanh khí và tinh thần. Củ cải kho với thịt sẽ là một món rất ngon, nhưng không được ăn cùng với nhân sâm và cam quýt. 7. Cà rốt là vật báo của người trường thọ. Cà rốt hàm chứa nhiều vitamin A, có chứa phong phú chất carotene. Nghiên cứu chỉ rõ, cà rốt có thể cung cấp các thành phần dinh dưỡng cần thiết để phòng ngừa bệnh tim mạch, trúng gió, cao huyết áp và sơ giữa động mạch. Chất carotene ít bị phá hủy dù ở nhiệt độ cao mà cơ thể lại dễ hấp thụ. Vào cơ thể, carotene sẽ chuyển hóa thành vitamin A, giúp trị các chứng khô mắt và quáng gà do thiếu vitamin A gây nên. Chất carotene chỉ dễ hấp thu khi có dầu mỡ vì vậy, những người già trường thọ có kinh nghiệm thường cắt cà rốt thành miếng nhỏ và xào với dầu mỡ, như thế khả năng bảo tồn của carotene có thể đạt trên 79%. Cà rốt cắt miếng vuông dài rán trong chảo dầu thì chất carotene có thể bảo tồn đến 81%. Cà rốt cắt miếng nấu với thịt, tỷ lệ bảo tồn chất carotene đạt đến 95%. Cà rốt còn có tác dụng tăng cường trí nhớ. Trước khi đọc sách hay học bài nếu ăn một đĩa cà rốt xào rất có lợi cho việc tăng cường và củng cố trí nhớ lại có thể duy trì đôi mắt không mỏi mệt, nhất cử lưỡng tiện. 8. Thích ăn cháo. Nhìn từ thói quen ăn uống, trong những người sống trường thọ thì không có một ai là không thích ăn cháo. Nhà kinh tế học nổi tiếng của Trung Quốc Mã Dần Sơ và phu nhân Trương Quế Quân đều là những người trường thọ trăm tuổi. Hai người đặc biệt thích ăn cháo sáng và mỗi sáng đều lấy 50 gram yến mạch và 250 gram nước nấu thành cháo. Người sống thọ trăm tuổi ở Thượng Hải là Tô Cục Tiên. Mỗi ngày ba bữa đều ăn cháo nấu từ gạo. Định lượng mỗi bữa là một bát nhỏ. Các nhà y học và dinh dưỡng từ bao đời nay đều cổ động người già nên ăn cháo vì nó tốt cho sức khỏe. Cháo dễ tiêu hóa, hấp thụ, có thể điều hòa dạ dày, bổ tỳ, thanh lọc phổi, mát đường ruột. Nhà dinh dưỡng học thời nhà Thanh Tào Từ Sơn đã từng nói, người già mỗi ngày nên ăn cháo, không kể bữa, có thể tăng cường sức khỏe cho cơ thể và hưởng đại thọ. Ông biên tập cách chế biến 100 loại cháo bổ dưỡng chuyên dùng cho người già được rất nhiều người yêu thích. Là thanh niên không bị món không cứ phải ăn cháo thường ngày nhưng bạn nên tăng số bữa cháo trong một tuần, hoặc thường xuyên có một bát cháo khai vị cũng sẽ rất tốt cho sức khỏe. 9. Các món kê. Hạt kê. Nhiều người thích nhất ăn kê và xem kê là thực phẩm bổ dưỡng tốt cho cơ thể kê từ trước đến nay đều được xứng danh với tên gọi mỹ miều là đầu đàn ngũ cốc người có thể chất ốm yếu bệnh tật thường dùng kê để bồi bổ sức khỏe theo y học cổ truyền hạt kê có ích cho ngũ tạng đặc biệt là dạ dày làm dày đường ruột dạ dày bổ sung tinh dịch mạnh khỏe gân cốt cơ bắp có một danh sư nổi tiếng thời nhà Thanh đã nói, hạt kê là dinh dưỡng tốt nhất cho sức khỏe con người. Khi dùng hạt kê nấu cháo, dầu kê trong cháo có tác dụng tốt hơn cả canh nhân sâm. Có thể nói, người già trường thọ thích ăn kê là rất đúng và có cơ sở. 10. Rau lan Theo đông y, rau lan là thảo mộc không độc, tính bình, giúp bồi bổ sức khỏe tăng cường thị lực lợi mật chữa vàng da rau lan cung cấp lượng chất xơ dồi dào tác dụng giải độc thanh nhiệt nó còn chứa nhiều chất diệp lục giúp làm sạch máu loại bỏ độc tố trong cơ thể ăn rau lan thường xuyên còn giúp phòng ngừa tiểu đường chống béo phì ngừa táo bón Protein trong rau lan có khả năng chống lại sự oxy hóa, giúp kéo dài tuổi thọ, làm đẹp da 11. Rau sam Rau sam vị chua, không độc, tính lạnh, giàu dinh dưỡng Các bộ phận của cây rau sam như thân, lá, nụ hoa đều có thể sử dụng, trừ phần rễ Rau sam có thể chế biến thành món nộm, nấu canh với thịt nạc, xào tỏi. Loại rau này không chỉ dùng làm thức ăn mà còn là một vị thuốc với nhiều công dụng. Rau sam có thể dùng ở dạng tươi hoặc đem phơi khô và dùng dần. Trong đó, flavonoid được xem là hợp chất chủ yếu và có nhiều tác dụng sinh học nhất của rau sam. Sao sam được coi là vị thuốc trường sinh với công dụng chữa trị nhiều bệnh. Sau này có tác dụng chống viêm, chống nhiễm trùng, tốt cho da, cơ và xương, tốt cho tim mạch. Sao sam có tính lạnh nên có tác dụng giải nhiệt, thanh lọc cơ thể rất tốt. Nó còn hỗ trợ hạ đường huyết, tốt cho hệ tiêu hóa nhờ chứa nhiều vitamin C beta carotene, alkaloid, glutathione nên rau sam còn có khả năng chống lại các gốc tự do, ngăn ngừa lão hóa. 12. Lá hẹ. Đối với người Nhật, lá hẹ là loại rau lành mạnh, giúp tăng cường sức khỏe rất tốt. Trong đông y, rau hẹ có vị cay, hơi chua, tính ấm, được mệnh danh là rau của thận tốt cho cánh mày râu trong chuyện sinh lý. Nhờ chứa hợp chất chống viêm mạnh hơn cả thuốc kháng sinh mà rau hẹ có thể sử dụng như một thực phẩm hàng ngày để trị viêm nhiễm phụ khoa cho phụ nữ. Lá hẹ cũng chứa nhiều vitamin và chất xơ thô, có tác dụng trong việc cải thiện nhu động đường tiêu hóa, trị táo bón, ngăn ngừa ung thư ruột kết. Đồng thời, lá hẹ có công dụng làm tan huyết ứ, thúc đẩy tuần hoàn máu và giải độc. Thường xuyên sử dụng lá hẹ vào mùa đông, xuân có thể giúp xua tan cảm lạnh, tăng cường thể lực, thúc đẩy tuần hoàn máu, tránh được tình trạng thiếu dương khí. Mặc dù có nhiều giá trị dinh dưỡng song bạn không nên sử dụng lá hẹ quá nhiều một lúc bởi có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa tốt nhất là nên ăn kiểm soát ở mức 100 đến 200 g bữa. Lưu ý khi chế biến lá hẹ cần cắt nhỏ và xào lửa to, thao tác thật nhanh. Xào quá lâu sẽ khiến hẹ bị nát, không ngon, đồng thời khiến chất xung phai trong hẹ bị biến chất. Tám điều cần hợp độ để sống bình an, trường thọ. Ai biết và vận dụng càng sớm Càng trường thọ, sống trí tuệ. Trong luận ngữ có câu, quá do bất cập, ý nói làm bất cứ việc gì quá mất hay không đủ mất thì đều không tốt, không thích hợp. Đây chính là đạo xử thế của người xưa. Trong đạo xử thế này, điểm nổi bật nhất chính là độ. Nó không chỉ là yêu cầu chung sống giữa người với người mà còn là yêu cầu tu dưỡng của mỗi cá nhân có độ thì đời người mới có thể bình an và trường thọ danh y tôn tư mạc thời nhà đường từng nói không quá ưu tư không quá giận dữ không quá sầu bi không quá sợ hãi không quá ngang ngược không quá nóng nảy không quá vui mừng không mang lòng thù hận thì tất sẽ trường thọ ông cũng khuyên răng thế nhân rằng làm người đối nhân xử thế dưỡng sinh đều phải chú trọng điều độ lưu tâm đến tám điều đừng quá sao một giận đừng quá độ cổ nhân có câu trên đời việc đáng ghét nhất là việc ác nhưng vẫn chưa bằng nét mặt tức giận trong thế gian chuyện tối hạ lưu chính là khiến người khác phải chứng kiến vẻ mặt tức giận của bản thân mình bởi vì im lặng giữ nét mặt tức giận còn khiến người khác khó chịu hơn những lời trách mắng bởi vậy khi trong lòng có điều khó chịu phiền muộn dù thế nào cũng không nên tức giận tức giận sẽ làm tổn thương gan ảnh hưởng xấu đến sức khỏe mỗi người cần phải học cách khống chế cảm xúc của mình đề cao hàm dưỡng lạc quan xử thế Người luôn vui vẻ không chỉ sức khỏe, tinh thần tốt, trường thọ mà người khác cũng nguyện ý kết giao. 2. Danh đừng quá cầu. Trong thế gian, danh lợi luôn là điều con người truy cầu nhưng cũng là khổ ải khôn cùng. Danh lợi khiến người ta luôn không thấy thỏa mãn, biết đủ mà biết đủ lại giống như một loại thuốc đem lại niềm vui niềm hạnh phúc cho con người. Lão tử giảng trong đạo đức kinh, phù duy bất tranh, cố vô dư, nghĩa là chính vì không tranh với ai, nên không ai oán trách. Nơi nhân thế ồn ào náo động, biết bao người vì tranh danh đoạt lợi mà gặp tai họa. Nhưng người ta thường quên rằng, danh lợi đến đến đi đi, không tồn tại lâu dài. Ai có thể xem nhẹ dũng cảm buông bỏ thì lòng tự nhiên được an tĩnh. Ba, lợi đừng quá tham. Trang tử giảng, kẻ coi trọng sinh mệnh, tuy phú quý nhưng không để sự cung dưỡng làm hại thân, tuy bần tiện nhưng không để cái lợi làm lụy hình hài. Người đời nay làm quan cao tước lớn, coi trọng sự mất chức tước. Thấy cái lợi mà khinh suất để mất thân mình, như vậy không phải là mê muội hay sao ngạn ngữ phương tây cũng có câu tâm tham lam giống như đất cằn sỏi đá trong sa mạc thấm hút hết thảy nước mưa mà không sinh sôi cỏ cây làm lợi cho người khác lão tử giảng nan đắc chi quá lệnh nhân hành phương của cải khó tìm khiến con người tranh giành mà gặp tai họa khổng tử cũng giảng vô dục tác cương Người không tham thì lúc nào cũng cương trực. Người tham lợi quá mức sẽ không biết điểm dừng, ngày đêm suy nghĩ đến cái lợi của bản thân, tính toán thiệt hơn, sống sẽ rất mệt mỏi. Tâm mệt mỏi, lo âu thì bệnh tật tự nhiên cũng xuất hiện. Khi ấy, cái được chẳng bù nổi cho cái mất. 4. Mặt đừng quá ấm Danh y các hồng thời đông tấn từng nói Đông bất dục cực ôn Hạ bất dục cùng lương Bất lộ ngọa tinh hạ Bất miên trung kiến kiên tức là mùa đông chớ để quá ấm Mùa hè chớ để quá mát Đừng nằm ngoài lõa thể dưới trăng sao Nằm ngủ chớ để lộ dai Mặc quá ấm dễ bị cảm mạo Mặc quá lạnh dễ bị cảm lạnh năm Ăn đừng quá no Danh y các hồng cũng nói, đừng để quá đói mới ăn, ăn đừng quá no, đừng để quá khát mới uống, uống đừng quá nhiều, không đói chớ ép ăn, không khát chớ ép uống. Lúc không đói mà cố ép ăn thì tỳ lao tổn, còn khi không khát mà cố ép uống thì bao tử trướng. Sáng mùa đông đừng để bụng rỗng, còn tối mùa hạ đừng ăn quá no. Khi ăn ngủ vì chớ dùng thái quá bởi vì chua quá hại tỳ đắng quá hại phổi cay quá hại gan mặn quá hại tim ngọt quá hại thận đó là cái lý tự nhiên của ngũ hành vậy những điều này có thể không nhìn thấy ngay cái hại nhưng về lâu dài sẽ bị tổn thọ 6. ở đừng quá rộng nhà cửa nên phù hợp với lượng người ở không nên quá rộng. Phòng ốc nên là sạch sẽ, gọn gàng, không cần quá tráng lệ, ta qua. 7. Làm việc đừng quá sức. Trong Nam Hoa kinh, Trang Tử giảng: Hình lao nhi bất hưu tắc tệ, tinh dụng nhi bất dĩ tắc lao, lao tắc kiệt. Tức là lao nhọc thân xác miệt mài thì sinh ra điều tệ hại. Tinh lực dùng liên tục thì lao tổn, thể lao tổn thì kiệt quệ. Sức người có hạn, cường độ làm việc cần có hạn độ, vượt quá hạn độ sẽ thương tổn thân thể. Khi thân thể mệt mỏi thì tinh thần cũng không thể thoải mái. Cho nên, cần kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, cho tâm linh một chút tĩnh tại. 8. Nhàn đừng quá mức một người quá an nhàn thì sẽ khó tránh khỏi ngồi không, không có việc gì làm. Như thế sẽ dễ sinh ra tâm lý chán nản, thân thể yếu nhược, tinh thần uể oải. Cho nên, dù là ở nhà nhàn rỗi cũng phải thường xuyên tham gia các hoạt động, tản bộ, giao tiếp với bạn bè hay đọc sách, vẽ tranh. Để động não, bảo trì tâm tình khoan khoái, trường thọ trong cuộc sống hiện đại rất nhiều người vì tham lam ăn uống chơi bời vô độ mà sinh ra bệnh tật thậm chí mất mạng vậy nên cần chú trọng dinh dưỡng cho cơ thể phải thích hợp điều độ đừng quá xa qua thừa thải đứng trước hỉ nộ ái ố cần phải dùng tâm thái phù hợp để xử lý có như vậy thì tâm mới khoái hoạt trường thọ và cuộc đời mới bình an những bậc thánh hiền thời xưa mặc dù không phải là bác sĩ nhưng lại có bí quyết phòng khi bệnh chưa tới, chữa khi bệnh chưa sinh. Trong lễ ký có một số nội dung viết về dưỡng sinh vô cùng hữu dụng, không chỉ với thời xưa mà thời nay cũng vậy. Lễ ký cho rằng mọi thứ mà con người đạt được trên thế gian đều được đổi bằng đức. Trong lễ ký đại học nói có đức thì có người có đức thì có đất, có đức thì có tài vật. Trong Lễ ký Trung Dung cũng nói, bậc đại đức ác có gì thế của mình, ác có phúc lộc của mình, ác có danh phận của mình, ác có dương thọ của mình. Vậy nên muốn đắc thì phải có đức. Dưỡng sinh đương nhiên cũng phải có đức, có đức thì thân thể khỏe mạnh. Trong Tứ thư Đại học nói, phú nhuận ốc, đức nhuận thân. Người giàu trang hoàng nhà cửa lộng lẫy, người có đức lại có thể điều tiết tốt thân tâm. Nhuận là chỉ sắc mặt hồng hào, huyết mạch khai thông, hệ cơ săn chắc, tựa như dạng vật sinh sôi nảy nở, tràn trề nhựa sống giữa tiết xuân, hạ. À. Trái ngược với Nhuận là cương và cứng, biểu hiện của những sự vật đã chết hay thiếu sức sống, giống như lá rụng cành khô. Khi tâm trạng vui vẻ, cơ mặt cũng sẽ thư giãn, thân thể nhẹ nhàng. Những khi khó chịu trong người, cơ thể thường trở nên nặng nề, cường cứng. Một cách dưỡng sinh khá độc đáo của người xưa là mang theo ngọc. Lễ ký ngọc tạo viết, quân tử vô cố, ngọc bất ly thân, người quân tử quan ngọc tỷ đức, nhìn ngọc ôn nhuận, sáng bóng cứng mà không nhăn, sắc mà không hại người, trong mà không dơ bẩn, uống mà không cong, từ đó củng cố chính khí của mình. Lễ ký lễ giận giảng, tứ thể ký chính, phu cách sung doanh, nghĩa là thân chính thi tâm chính, tâm chính thi thân thể cũng tráng kiện. Lễ ký còn cho rằng sự thay đổi của âm dương, khí hậu, thời tiết tự nhiên cũng khiến cơ thể người có sự thay đổi tương ứng vậy nên phải thuận theo thiên thời lễ ký nguyệt lệnh nói đông chí khí dương bắt đầu sinh hạ chí khí âm bắt đầu sinh lúc này con người nên thanh tĩnh vô di diệt trừ dục vọng để đợi âm dương ổn định hài hòa trong lễ ký tế nghĩa còn nói sương lộ ký giáng quân tử lý chi tất hữu thê thương chi tâm phi kỳ hằng chi dị giả ý nói rằng khi tiết trời thay đổi người quân tử cảm nhận được sự vận hành lên xuống sinh sát của thiên địa tự nhiên sinh lòng kính sợ nên phòng khi bệnh chưa xuất trị khi bệnh chưa sinh việc dưỡng sinh cho người cao tuổi thời xưa cũng được coi trọng trong lễ ký Lễ ký dương chế nói về những thay đổi sinh lý trong từng giai đoạn lão quá như sau. 50 tuổi bắt đầu suy yếu, 60 tuổi không có thịt ăn không no, 70 tuổi không có bông không ấm, 80 tuổi không có người ủ không ấm, 90 tuổi dẫu có người ủ cũng không ấm. Thời xưa, những gia đình phú quý thường để trẻ em ngủ cùng người già để ủ ấm cũng là phép dưỡng sinh của cổ nhân. Cổ nhân dệt áo bông quá là vì kính lão, chứ không phải vì tiền tài hay hưởng thụ. Trái lại, lễ ký ngọc tạo viết, đồng tử bất cừu, bất bạch, nghĩa là trẻ nhỏ không sắm áo lông, áo bông. Bởi lẽ áo lông, áo bông quá ấm, sẽ khiến tráng khí của trẻ bị tổn thương trẻ nhỏ là thể thuần dương, không nên ủ quá ấm. Nhưng trẻ nhỏ thường thích đẹp, có thể theo qua trên áo, như vậy cũng hợp tình hợp lý. Về thức ăn của người già, trong lễ ký dương chế cũng nói, người 50 tuổi nên chia đồ ăn cho kẻ tráng niên, 60 tuổi cần luôn chuẩn bị thịt sẵn sàng. Chớ thiếu, 70 tuổi cần chuẩn bị đồ ăn giặt, 80 tuổi nên thường xuyên ăn những món ngon, 90 tuổi thì đồ ăn nên để ngay bên cạnh người. Trong lễ ký nội quy còn kể rất rõ về tám cách chuẩn bị đồ ăn cho người già, đơn cử, thịt phải dùng thịt ngon, chế thành dạng cháo giúp người già dễ hấp thu, tiêu hóa từ ghi chép trong lễ ký có thể thấy người xưa khi dưỡng sinh thì bắt đầu từ cái toàn thể rồi mới đến cái chi tiết phép dưỡng sinh tốt nhất không phải là thần dược yên đơn mà là sống thuận theo quy luật tự nhiên của trời đất và tu tâm dưỡng tính từ đó đạt được trạng thái điều tiết bình hòa trong cơ thể thân phải cùng dưỡng tâm phải phú dưỡng nhà phê bình nghệ thuật người anh Justin từng nói, ngoài trừ một tâm linh chân thành, không có vẻ ngoài nào cao quý cả. Hoa đẹp đến nhường nào mà không có rễ thì cũng khô héo, dòng nước trong đến đâu mà không có mạch nguồn rồi cũng cạn kiệt. Cho nên, tu dưỡng bản thân để mình trở thành người đẹp cả thân lẫn tâm là điều vô cùng quan trọng một người muốn có cuộc đời tỏa hương thơm ngát thì thân tâm đều phải khỏe mạnh cổ nhân có câu thân phải cùng dưỡng tâm phải phú dưỡng tức là thân thể phải trải qua sự rèn luyện nghiêm khắc tâm linh phải được nuôi dưỡng đủ đầy thế nào là thân phải cùng dưỡng nuôi dưỡng thân thể trong sự nghèo khó cùng dưỡng có nghĩa là thân thể con người phải trải qua sự rèn luyện nghiêm khắc thân thể trải qua rèn luyện nghiêm khắc thì người ta có khả năng kiểm soát bản thân trước dục vọng có mục tiêu có ý chí có ước mơ những điều này có thể khiến con người tiến bộ nhưng một khi dục vọng tăng lên con người sẽ dễ bị mê hoặc không còn nhìn rõ phương hướng mà đi vào con đường lầm lạc trẻ nhỏ ngày nay thường được cha mẹ cưng chiều muốn gì được nấy về mặt vật chất là không thiếu thứ gì điều này dẫn tới rất nhiều vấn đề về sức khỏe thân thể và sức khỏe tinh thần ngoài ra còn khiến cho dục vọng vật chất của con người trở nên mạnh mẽ dục vọng mạnh mẽ rồi thì sẽ đòi hỏi nhiều hơn trong khi đó ý chí lại thui chột mất lòng người không thỏa mãn sẽ cảm thấy mệt mỏi các bậc cha mẹ cần dạy con biết dừng biết đủ biết nghiêm khắc, như vậy đường đời mới có được hạnh phúc dài lâu. Đây cũng là đạo tu dưỡng sẽ đi theo con suốt cả cuộc đời. Một người cần phải cố gắng, nhưng không cần lần nào cũng phải ép bản thân xếp hàng đầu. Một người có thể coi trọng tiền bạc, nhưng đừng để lúc nào trong mắt cũng chỉ có tiền. Một người có thể cố gắng để đạt được điều gì đó nhưng đừng coi thứ đó là mục tiêu duy nhất của đời người bởi tiền tài danh vọng đều không thể bền lâu khi sinh chẳng mang đến khi chết chẳng mang đi cao ốc ngàn gian đêm nằm ngủ cũng không quá hai mét ruộng tốt dạng khoảnh ngày ăn cũng chẳng quá ba bữa cơm tâm phải phú dưỡng là gì tâm là căn bản của con người là suối nguồn của sinh mệnh và là gốc rễ của cuộc sống. Tâm phải nuôi dưỡng trong sự sung túc, phải nhân hậu, thiện lương. Lương thiện là bùa hộ thân tốt nhất của con người. Người mà tâm không thiện, nếu chịu sự kích động sẽ rất dễ đi sai đường. Nội tâm khoan dung lương thiện mới có thể khiến bản thân sống trong sự thoải mái vui vẻ. Bởi vậy, Dưỡng tâm là vô cùng quan trọng. Đại văn hào người Anh Shakespeare từng nói, tâm địa thiện lương chính là vàng. Nhà văn Pháp Victor Hugo cũng từng nói, sự lương thiện là viên trân châu hiếm có trong lịch sử, người lương thiện dường như ưu tú hơn cả người vĩ đại. Người lương thiện trong tư tưởng đều chứa đựng những điều tốt đẹp, không đầu cơ trục lợi không dở trò bịp bợm luôn khắc ghi sự chân thành vì thế cho dù ở hoàn cảnh nào mọi người cũng đều vui vẻ giao thiệp và hợp tác với một người lương thiện phúc hậu vậy nên sự thiện lương sẽ mở rộng nhân duyên của con người mang đến cho họ phúc báo muốn phú dưỡng nội tâm thì phải thường xuyên học tập đạo lý dùng tri thức làm phong phú bản thân đọc sách của các bậc hiền nhân. Từ đó tu dưỡng thành sự ung dung, bình thản mà đối mặt với mọi chuyện, không một chút quan mang lo sợ. Thường xuyên thực hành, quan sát và suy ngẫm khiến cho người ta từng trải, hiểu biết sâu xa, suy nghĩ rộng mở, nội tâm cũng từ đó có được nhiều cảm ngộ và khai sáng. Từ xưa Đông y vẫn coi dưỡng sinh là bộ phận trọng yếu trong phòng chống bệnh tật, tăng cường sức khỏe, kiềm chế lão suy và kéo dài tuổi thọ. Nếu như cảnh giới cao nhất của Đông y là dưỡng sinh thì cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm. Danh y Tôn Tư Mạc, 581 đến 682, nhận định dưỡng sinh là bồi dưỡng cho mình cái tính thiện bản tính đã thiện thì bệnh tật từ trong hay từ ngoài đều không sinh ra biến loạn và tai họa cũng không có lý do phát sinh đó chính là đạo lớn của phép dưỡng sinh còn như đức hạnh chưa hoàn thiện thì có uống đủ kim đan dịu dược cũng không thể kéo dài tuổi thọ trọng đức còn hơn ăn tiên đan cũng chính là ý nghĩa này Bản thân Tôn Tư Mạc suốt cả cuộc đời đã kiên trì tu thân và dưỡng đức, nên ông thọ trên 100 tuổi, trăm tuổi vẫn khỏe mạnh sáng suốt, tiếp tục chữa bệnh cứu người, nghiên cứu y thuật và viết sách. Ngày nay, cùng với sự phát triển kinh tế và tiến bộ xã hội, yêu cầu của con người đối với sức khỏe càng cao, đồng thời quan niệm về sức khỏe cũng đã có rất nhiều biến đổi. Từ năm 1984, quan niệm về sức khỏe đã được mở rộng, y học bắt đầu chú ý hơn đối với các nhân tố tâm lý, xã hội và ảnh hưởng của chúng đối với sức khỏe và bệnh tật của con người. Tổ chức Y tế Thế giới, WHO đã đưa ra định nghĩa, sức khỏe không chỉ là không có bệnh tật hay suy nhược, mà là một trạng thái hoàn hảo về thân thể, tinh thần và khả năng thích ứng xã hội. Tới năm 1990, trong định nghĩa về sức khỏe, WHO còn đề xuất thêm khái niệm sức khỏe đạo đức, chỉ khả năng phân biệt thực giả, thiện ác, dinh nhục, đúng sai, biết kiềm chế và chi phối hành vi và suy nghĩ của mình. Trong khuôn khổ các quy tắc đạo đức được xã hội chấp nhận, không gây tổn hại đối với người khác nhằm thỏa mãn nhu cầu của mình. Những năm gần đây, một vị bác sĩ Đông y 112 cũng đã tổng kết kinh nghiệm của mình về vấn đề dưỡng sinh, trong đó đặc biệt chú trọng vào dưỡng tâm. Trong quyển sách 100 điều gửi tặng trước khi ra đi của lão thầy thuốc Đông y, vị bác sĩ già này đã viết Đông y cho rằng ba thành phần quan trọng nhất trong sinh mệnh chính là tinh, khí và thần, hay còn gọi là sinh mệnh tam bảo. Khả năng bảo vệ của tinh tương đương với hệ thống miễn dịch theo Tây y, trực tiếp tiêu diệt kẻ xâm nhập, và hệ thống thần kinh cũng như nội tiết điều tiết môi trường bên trong cơ thể. Khí không ngừng tuần hoàn trong cơ thể và hình thành tầng bảo vệ mạnh bên ngoài cơ thể giảm sự xâm nhập của bên ngoài phần thần là tinh tế nhất năng lượng mạnh nhất khả năng bảo vệ cơ thể cũng mạnh mẽ nhất dưỡng thân tinh tinh là các chất tinh hoa nuôi dưỡng con người cơ thể là một bộ máy trao đổi chất với thiên nhiên bằng cách ăn uống hít thở các chất ăn uống qua tiêu hóa thành cốc khí không khí được hít thở cung cấp tông khí qua bộ máy hô hấp, cốc khí và tông khí kết hợp, cùng trở thành tinh chất nuôi cơ thể. Chính vì vậy, trong dưỡng thân, có rất nhiều yếu tố cần chú ý như giấc ngủ, thói quen sinh hoạt, ăn uống hay vận động. Giấc ngủ là yếu tố đầu tiên trong dưỡng sinh. Trong khi ngủ nếu có tư tưởng, tâm không thể an, không được vừa nằm vừa suy nghĩ trăn trở, rất dễ hao tổn tinh thần. Thời gian ngủ nên từ 9 giờ tối đến 3 giờ sáng. Giờ tí, từ 11 giờ đêm đến 1 giờ sáng, mất ngủ, thủy thận tất thiếu, tâm thận có liên hệ tương hổ, thủy thiếu ác quả dượng, rất dễ tổn hại tới tinh thần. Nên dậy sớm vào giờ dần, 3 giờ đến 5 giờ sáng, lúc này tuyệt đối cấm tức giận, nếu không thì sẽ tổn thương phổi và gan, nhất định phải chú ý. Ngoài ra, giờ ngọ, từ 11 giờ đến 13 giờ, thuộc về tâm, giờ này có thể tản bộ 15 phút, nhắm mắt dưỡng thần, tâm khí ác khỏe mạnh. Về ăn uống, việc ăn quá kiểm soát không chỉ không tăng khí huyết mà sẽ trở thành chất thừa ứ động trong cơ thể đồng thời còn phải tiêu tốn khí huyết để làm sạch chúng. Lục phủ ngũ tạng là một công xưởng sản xuất khí huyết, thức ăn là nguyên liệu, năng lực sản xuất là có hạn, còn thức ăn là vô hạn, vì thế nên phải kiểm soát lượng thức ăn. Tốt nhất, nên phải giữ mức độ đói và khác nhất định mới là có lợi cho dưỡng sinh. Về vận động, đi bộ là cách để tâm nghỉ ngơi tâm được nghỉ ngơi thì thần sẽ an. Thần an thì khí sẽ tự nhiên đủ mà đủ khí thì máu huyết sẽ mạnh, khí huyết lưu thông, có bệnh tự nhiên sẽ khỏi, không đủ thì có thể bổ sung. Tâm tỉnh thì thần kinh sẽ tỉnh táo, tỉnh táo thì cơ thể linh hoạt, người có thể tỉnh tâm sẽ có được rất nhiều lợi ích. Vào những giờ phù hợp, có thể đi bộ 15 phút, để mắt nghỉ ngơi, dưỡng thần thì tâm khí sẽ mạnh. Chữa bệnh không thể dội vàng, gấp gáp sinh ra quả, quả dưỡng thì tổn hao khí, như thế càng không tốt cho cơ thể. Ngoài ra không được tham nhiều, tham thì không ổn định và gấp gáp, bệnh đều do tham mà ra, không được tham để rồi bệnh nặng hơn. Đôi khi bị tiêu chảy, hắt hơi, ho. Sốt đều là diệt của hệ thống phục hồi trong cơ thể. Đừng cứ hễ xuất hiện những triệu chứng này là dùng thuốc, nếu không những loại thuốc này sẽ phá hủy chức năng tự phục hồi của cơ thể. Một khi chức năng này suy yếu hoặc mất đi thì bạn sẽ phải phụ thuộc vào những loại thuốc này. Do đó, chỉ cần triệu chứng không nghiêm trọng, cách tốt nhất là tĩnh dưỡng, an tâm tĩnh khí để hệ thống phục hồi của cơ thể hoàn thành công việc phục hồi trị bệnh dưỡng khí 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 là một dạng của năng lượng mà tồn tại cả bên trong và bên ngoài cơ thể người chất lượng của khí được phân loại thành hai nhóm chính âm và dương âm và dương là những năng lượng đối lập nhưng tồn tại một cách độc lập khí dương cần sự nuôi dưỡng của khí âm để hoạt động và khí âm cần chức năng của khí dương để được tạo ra và sử dụng khi khí âm bị suy khí dương sẽ thịnh điều này có thể diễn hóa thành những triệu chứng giống như nóng nảy đổ mồ hôi đêm lo lắng khó ngủ cao huyết áp và táo bón khi khí dương bị suy khí âm thịnh có thể biểu hiện bằng sự tăng cảm giác lạnh lẽo, mệt mỏi, yêu chảy, trao đổi chất bị chậm lại, ứa nước, tụt huyết áp và vận động thần kinh chậm chạp. Nhân sinh lấy khí huyết lưu thông làm chủ, khí ứ động có thể ngăn trở huyết. Máu huyết bị ngăn trở có thể tích độc thành nhọt thành bệnh, thành u thành ung thư tất cả đều là do huyết khí không thông tạo thành. Khí lấy thuận làm chủ, huyết lấy thông làm suôn sẻ. Căn nguyên bách bệnh đầu tiên đều do khí tắc, do đó, để chữa những căn bệnh này, trước tiên phải chữa khí. Đa phần hiện tượng bệnh đều là biểu hiện của việc điều tiết, làm sạch chất thừa trong cơ thể. Đây là trạng thái tự điều tiết cân bằng của cơ thể vì vậy nên xem chúng là hiện tượng sinh lý bình thường chứ đừng xem chúng là nguyên nhân gây bệnh để rồi tiêu diệt vì thế khi bị bệnh nhất định không được có tâm lý bực dọc phải bình tĩnh tâm lý ổn định thì khí sẽ thuận khí thuận thì máu huyết lưu thông rồi mọi thứ bệnh sẽ tiêu biến một trong những điểm quan trọng trong điều tiết khí chính là giữ tâm lý ổn định con người có bảy loại tâm trạng hạnh phúc giận dữ lo lắng cô đơn buồn bã sợ hãi và hốt hoảng nếu không kiểm soát tốt cảm xúc có thể dẫn đến rối loạn khí chẳng hạn khi người ta cực kỳ hạnh phúc khí ở tim của họ bị đình trệ và tâm của họ trở nên rối loạn tim sẽ đập nhanh xuất hiện chứng mất ngủ và mất cân bằng về tâm thần khi người ta hoảng hốt khí ở tim trở nên rối loạn gây ra hoang mang hồi hộp mất ngủ lo lắng và thậm chí là rối loạn tâm thần khi người ta giận dữ sẽ dẫn đến gia tăng khí khiến họ trở nên mất kiên nhẫn đau đầu đỏ mặt hay thậm chí ngất xỉu điều này có thể tác động đến tỳ dị làm gia tăng những triệu chứng như nôn mửa và mất ngon miệng. Khi quá buồn bã, người ta sẽ mất giọng và không thể nói với khí lực sung mãn, trở nên chán nản, tức ngực, khó thở, đó gọi là buồn bã gây ra mất khí, lo lắng làm xấu khí. Khi quá sợ hãi, người ta sẽ trở nên xanh xao, qua mắt chóng mặt hay thậm chí suy sụp. Tuy nhiên, để có thể điều tiết được cảm xúc một yếu tố quan trọng nhất cần làm được chính là dưỡng tâm dưỡng tính dưỡng tâm thần cổ nhân cho rằng điều quan trọng nhất của dưỡng sinh là dưỡng tâm dưỡng tâm là ngọn nguồn của dưỡng sinh nếu một người chỉ coi trọng dưỡng thân mà xem nhẹ việc dưỡng tâm thì thân thể sẽ khó đạt được như mong muốn đó là bởi vì sinh lý và tâm lý của con người là có liên quan mật thiết với nhau tâm lý cũng tức là tinh thần của con người mọi loại thuốc chữa bệnh đều là chữa bề nổi không chữa được căn nguyên dù là đông y hay tây y căn bản của sức khỏe là ở tâm mọi phương pháp đều sinh ra từ tâm tâm tịnh cơ thể sẽ tịnh vì vậy nếu bị bệnh Đừng cứu chữa bên ngoài, hãy dựa vào hệ thống phục hồi của cơ thể để chữa bệnh. Trong phép dưỡng sinh của người xưa, vấn đề tu dưỡng đạo đức được đặt ở vị trí cao nhất. Người có nhân đức thì trong lòng bình yên, tâm lý cân bằng ổn định và ý chí không rối loạn, nhờ đó âm dương luôn luôn cân bằng, khí huyết luôn điều hòa nên chính khí đầy đủ và bệnh tật không thể phát sinh cơ thể bị bệnh là do tâm suy yếu tà bên ngoài xâm nhập mà tâm suy yếu là do tâm hồn hỗn loạn cơ thể không khỏe có nhiều điều bất an ham ăn ham thắng ham được ham vui là đủ để gây bệnh không có được những điều ham muốn đây gọi là sân tham và sân sẽ khiến lòng không yên khí không ổn định ảnh hưởng đến gan mật chấn động kinh mạch rối loạn ngủ tạng lúc này những cái không tốt bên ngoài sẽ xâm nhập vào đây chính là nguyên nhân gây bệnh tâm và thần bất an tính tình bồn chồn là nguyên nhân chính gây bệnh tâm ổn định thì khí hòa khí hòa thì máu lưu thông tuần hoàn máu tốt thì tinh túc và thần dượng. Những ai có tinh thần khỏe mạnh, sức đề kháng trong cơ thể mạnh mẽ, bệnh sẽ tự nhiên mất đi. Có thể nói rằng, để chữa bệnh thì chủ yếu là ở dưỡng tâm. Vì bác sĩ Đông Y già đã viết, có rất nhiều căn bệnh nặng hoặc nan y đều chỉ có một lý do, hận. Nếu không còn hận nữa bệnh cũng sẽ mất đi. Trên thế gian này thứ khó giải nhất là nỗi hận kéo dài không có điểm dừng, vì có những nỗi hận không giải được nên mới có những căn bệnh nan y. Khi bị bệnh thì tối kỵ nảy sinh lòng oán giận. Lúc này nhất định phải nhẹ nhàng chấp nhận để lòng được ổn định. Tâm an thì mới có thể thuận khí, khí thuận mới có thể chữa được bệnh. Nếu không khi nóng lòng gan khí sẽ bị hao tổn khiến bệnh tình nặng hơn. Tâm và thần yên tĩnh thì khí huyết trên cơ thể sẽ có thể phát huy hoàn toàn. Trên thực tế, dưỡng thân, dưỡng khí và dưỡng tâm không hề tách rời mà gắn liền với nhau. Con người cầu trường thọ, trước tiên phải xua đuổi bệnh tật. Muốn chữa bệnh thì phải dùng khí muốn dùng khí một cách đúng đắn thì phải dưỡng tâm dưỡng tính trước đó cũng là lý do tại sao trong đông y coi cảnh giới cao nhất của dưỡng sinh chính là dưỡng tâm